Trong thông báo đưa ra vào chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia Philip Lowe cho biết, Ngân hàng Dự trữ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất lên mức 3,6%. Tuy vậy, lạm phát tại nước này được hy vọng đã đạt đỉnh và hiện đang bắt đầu giảm xuống còn 7,4% trong tháng 1 vừa qua, từ mức 8,4% trong tháng 12 trước đó. Ngân hàng Dự trữ Australia quyết định tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát về mức mục tiêu từ 2 đến 3%. Thống đốc Philip Lowe cho biết, hiện tại nền kinh tế nước này vẫn đang đối mặt với nhiều yếu tố tiềm ẩn do tác động của tình hình trong nước cũng như quốc tế. Vì thế, mặc dù việc tăng lãi suất đang làm ảnh hưởng tới rất nhiều gia đình, song Ngân hàng Dự trữ Australia vẫn phải hành động để đưa lạm phát về mức mục tiêu. Thống đốc Philip Lowe cũng nhận định, vẫn tồn tại ít khả năng nền kinh tế Australia có thể hạ cánh mềm, có nghĩa là nước này vẫn phải đối mặt với nguy cơ suy thoái.